làm nhiệm vụ mở nguồn thì nó lại chạy ngược đến con chip set bắc này, nó kích hoạt CPU, nó lại chạy ngược đến con chip set nam, nó mở các lệnh này. Đấy, thì là nó mới lên hình. Đấy, còn khi mà mình bật máy tính mà các cái nguồn này nó ăn đến 0,7 mấy mà nó hiện tượng nó vẫn lên hình thì là nó lỗi cái trong này con chip set bắc, tại vì là nó liên quan đến VGA. Mình sẽ phải làm lại con này. Trước tiên là mình đóng lại, để tại vì là nhiều khi máy tính nó cái diện tích ở bên trong nó bé, nó sinh nhiệt cao mà mình lại không vệ sinh thì nhiệt nó cứ om này, nó không tản được ra ngoài thì nó gây nóng con này, thì nó sẽ bị bong một số chân ở dưới gần. Thì mình cho lên cái máy hà khò kia mình đóng lại, thì nếu mà nó lên thì là ngon, còn không thì là mình phải nhấc hẳn con này ra làm lại chân bi hoặc là thay thế một con khác vào. Đấy là về bệnh, đấy là về bệnh về con chip set bắc thì nó cũng chỉ có bệnh về quản lý nguồn RAM với cả nguồn CPU với cả cái cam màn hình thôi. Nếu mà mất nguồn RAM thì trước tiên là mình làm các cái con IC quản lý nguồn RAM. Này, RAM ở đây. Anh em kia Trung An sáng, anh em xuống đến giờ làm việc rồi ngồi nó có cái IC quản lý nguồn RAM ở đây cạnh đấy này, ví dụ như con này. Thì mình làm những con này nếu mà mình cảm thấy ok rồi mà vẫn không được thì nó cũng có thể liên quan đến con này, mình sẽ phải thay. Đấy, tại vì tất cả cái này nó liên quan đến nhau. Mình đo xem nguồn RAM có không. Đấy, mình đo trên khi mà cắm RAM đây thì nó có các cái tụ ở trên RAM ấy. Mình cắm đấy xem là cái chỉ số nguồn nó đã đủ chưa. Ví dụ là nguồn RAM DR3 nó là 1,8V mà mình đo chỉ được 1,5V thôi, nó thiếu chân hoặc là nó bị các cái con tụ xung quanh này nó bị làm sao đấy, mình phải kiểm tra làm sao để cho đủ điều kiện mình mới bắt được. Đấy, còn con chip set nam này nữa thì nó liên quan đến một phần tích mở nguồn. Nếu mà không được thì mình cũng phải làm con này, ví dụ chạy treo chạy đâm thì mình cũng có thể làm con này, hoặc là những con mà không nhận ổ cứng, không nhận USB, chọc nguồn chọc miết thì nó cũng liên quan đến con này là nhiều, tại vì nó xử lý rất là nhiều thứ ở bên trong cái bo mạch của mình. Nó liên quan đến các thiết bị ngoại vi, các thiết bị kết nối là ổ cứng, cổng màn hình này, nên là nó truyền tải dữ liệu rất là nhiều. Đa số là lỗi con này với cả con này là nhiều. Đấy, khoảng 50% bệnh là rơi vào hai con này. Đây, còn đây là bo, con này bo Core i trở lên, từ Core i3 đến Core i7 thì hai con chip set bắc với cả chip set nam thì nó tập trung vào một con này, nó tích hợp vào. Thế bây giờ bệnh biết là nó rơi vào con này, thì khi mà mình làm tất cả các bệnh kia mà ok rồi mà vẫn không được thì mình sẽ phải kiểm tra đến con này. Còn đâu thì nó vẫn như thế, cấu trúc thì nó vẫn như thế, nó không có gì khác biệt cả, nó chỉ là cải biến là nó tích hợp vào thôi. Giảm tiểu đi thôi. Con này giờ nó là có HM55, HM57, HM65, HM67. Đây là đồng hồ số của mình để đo, ví dụ nếu mà để đo xem có chập nguồn chập nhiếc thì ở các con tụ thì mình để vào cái đo thông này. Thì nếu mà các cái con tụ như này mà đo vào mà nó kêu như này là nó thông, nhưng mà ở đây là nó không thông đâu, nó thấp thôi. Thông nó phải là ăn về 0,01. Đấy, mình có thể đo được cả cột điện này xem nó có bị chập xuống mát không, bởi vì bao giờ các cái con IC này, các con tụ này nó cũng là có khi cắm vào nó có một chỉ số riêng. Còn nếu mà nó chập hai cực vào nhau thì nó sẽ thông xuống mát, mà khi mà thông xuống mát như thế thì khi mà mình cắm nguồn vào đây nó sẽ gây chập bộ nguồn đơn năng của mình. Đấy, mình cắm vào mà nó thấy nó báo chập nguồn cái là phải rút ra, cứ để om lâu cái là chết hết các linh kiện bên trong. Đấy, nó ăn thông với nhau. Đấy, thì mình đo, nếu mà máy mà bị chập nguồn thì mình đo những cái con tụ nguồn này, tụ 19V này xem nó bị chập không. Đấy là chập tụ 19 thì mình đo những cái con này là nó ăn trên 2, mấy ampere. Cắm vào phát mà nó ăn trên 2, mấy ampere cái là chập nguồn 19 luôn. Đấy, mình đo những cái con tụ như này thì mình cặp hai que này với nhau đo xem nó có thông không, thông thì nhấc ra, loại trừ từ con 1 đến khi nào phát hiện ra được con thông, tại vì chỉ cần một con thông thì tất cả các cái con tụ ở trên này nó sẽ là bị thông hết. Đấy, chứ không phải là nó chỉ thông một con đấy. Và chỉ cần một con chập thôi thì anh đo con nào nó cũng là bị chập, nên là anh phải nhắc hết tất cả các con đấy ra để kiểm tra từng con một xem con nào mà chết thì thay con đấy vào. Các con kia thì nó không chập thì nó vẫn cứ sống thôi, nhưng mà nó ăn thông với nhau nên là chỉ cần một con chập thì là tất cả nó sẽ báo thông. Thế nhưng mà khi mà nó một con chập thì tất cả bị thông thì mình đo này mình có biết được chính xác là con nào không? Mình chỉ có nhấc không ra mình đo thôi. Nhấc ra xong rồi mình đo ở ngoài thì nó không gắn vào với nhau nữa, thì mình nhấc hết ra mình đo ở ngoài thôi mình lại phải gắn vào. Đấy là riêng về nguồn 19. Còn các cái nguồn thấp thì nó sẽ chập về nguồn sau, thì mình đo những cái con phép như này thì lúc đấy mình sẽ đo xem có con nào bị chập thì mình cũng nhấc bỏ ra. Mình cứ làm cái bộ nguồn nào thì mình cách ly các cái bộ nguồn kia ra, mình làm cái bước mình loại trừ để mình làm. Đấy. Thì những cái đấy thì sau này vào ban bệnh đấy thì em chỉ nó rõ hơn. Bây giờ nói thì để nói qua để anh hiểu sơ qua về các cái đấy.